sách khởi nguyên, Thiên Chúa dựng nên trời và đất, Thiên Chúa dựng nên vũ trụ, thế giới của chúng ta và muôn loài sinh vật. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán, hãy có ánh sáng. Thiên Chúa gọi, ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Đó là ngày thứ nhất. Ngày thứ hai của cuộc tạo dựng, Thiên Chúa dựng nên mặt trời và các đám mây, phân chia với nước phía dưới. Thiên Chúa thấy công trình của người tốt đẹp. Ngày thứ ba của cuộc tạo dựng, Thiên Chúa truyền cho đất khô xuất hiện và nước tụ lại thành biển. Rồi Thiên Chúa phán, đất hãy trổ sinh mọi loại cỏ và cây mang hạt và cây mang trái có hạt. Mọi điều Chúa nói đã diễn ra. Tất cả các loại thảo mộc mọc lên từ hạt của chúng và lớn lên. Thiên Chúa thấy mọi loài cây cỏ mọc lên và Ngài nói thế là tốt đẹp. Ngày thứ tư, Thiên Chúa định chỗ cho mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Bắt đầu có ngày và đêm và các mùa quanh năm. Thiên Chúa hài lòng và thấy mọi sự tốt đẹp. Ngày thứ năm, Thiên Chúa phán, biển hãy nhun nhúc những cá và chim chóc hãy bay lượn trên bầu trời. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng và truyền chúng sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Một lần nữa, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã dựng nên đều tốt đẹp. Ngày thứ sáu, Thiên Chúa phán, đất hãy sinh ra muôn loài sinh vật. Thiên Chúa đã dựng nên các loài gia súc, bò sát và dã thú đủ loại. Thiên Chúa đã dựng nên đủ loại dã thú, bò sát và gia súc. Người hài lòng với công trình đã dựng nên. Rồi Thiên Chúa nói, chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta, để chúng ta làm chủ muôn loài trên mặt đất, bầu trời và biển cả. Thiên Chúa lấy bùn nặng thành con người, rồi thổi sinh khí vào lỗ mũi. Con người trở thành một sinh vật. Thiên Chúa đã đặt tên cho con người là Adam và đặt con người vào trong vườn Ê-đen mà người đã trồng. Adam có thể ăn mọi trái cây trong vườn, nhưng ở giữa vườn có hai cây đặc biệt, một cây gọi là cây trường sinh, cây kia là cây biết lành, biết dữ. Thiên Chúa nói với Adam, người có thể ăn mọi trái cây trong vườn, trừ cây biết lành, biết dữ. Nếu không vâng lời mà ăn trái cây ấy, người sẽ phải chết. Thiên Chúa dẫn các con vật đến cho Adam để ông đặt tên cho chúng. Và Adam đã đặt tên cho mọi con vật. Rồi Thiên Chúa nói, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá. Thiên Chúa khiến cho Adam rơi vào một giấc ngủ mê. Trong khi ông ngủ, người rút ra một xương sườn của ông và làm thành một người đàn bà. Thiên Chúa dẫn người đàn bà đến với Adam. Adam nói, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy từ đàn ông. Thế là đàn ông lìa bỏ cha mẹ mình và kết hợp với vợ mình, và cả hai trở thành một xương một thịt. Lúc bấy giờ cả đàn ông và vợ mình đều trần truồng.
nhưng không cảm thấy xấu hổ. Thiên Chúa nhìn xem mọi sự người đã dựng nên và tất cả đều tuyệt vời. Thế là hết ngày thứ sáu. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa chúc phúc cho ngày thứ bảy và tuyên bố đó là ngày thánh, vì là ngày Thiên Chúa hoàn tất công trình tạo dựng của người. Tạ ơn Chúa.